Ngôi sao nhạc đồng quê Blake Shelton sẽ rời cuộc thi The Voice Mỹ sau 23 mùa ngồi ghế huấn luyện viên. Blake Shelton thông báo mùa 23 diễn ra vào đầu năm 2023 sẽ là lần cuối anh tham gia The Voice Mỹ với tư cách huấn luyện viên. Theo Blake Shelton, anh gắn bó với chương trình này rất lâu và quyết định đến lúc rời đi. Anh cũng nói thêm rằng 12 năm trên chiếc ghế này là một hành trình tuyệt vời. Anh xem chương trình như là ngôi nhà của mình. Đồng thời, anh muốn cảm ơn mọi người trong ekip tại NBC, từng nhà sản xuất, nhạc công, biên kịch, hậu cần của chương trình. Ngôi sao nhạc đồng quê tham gia The Voice Mỹ từ mùa 1 cùng Adam Levine, Christina Aguilera và Selena Gomez. Anh và trưởng nhóm Maroon 5 là hai người trụ lại lâu nhất. Trong suốt 22 mùa vừa qua, đội của Blake Shelton 8 lần có ca sĩ vô địch. Blake Shelton sinh năm 1976, gắn liền với những tác phẩm như God Gave Me You, Every Time I Hear That Song, Boys Around Here. Anh từng có 40 ca khúc vào bảng xếp hạng thịnh hành tại Mỹ và nhận 9 đề cử Grammy. Mới đây, nam diễn viên Orlando Bloom đã có những chia sẻ về tai nạn kinh hoàng khi còn là một thiếu niên nhân ngày sức khỏe tâm thần thế giới. Tài tử Orlando Bloom, đại sứ thiện chí của UNICEF, đã kể trong video đăng tải trên Instagram về tai nạn ngã từ cửa sổ tầng 3 và gãy lưng năm 19 tuổi. Anh chia sẻ thêm rằng trong 4 ngày đầu sau tai nạn, anh được thông báo rằng mình có thể không bao giờ đi lại được nữa. Trải nghiệm cận kề cái chết khiến sao phim cướp biển vùng Caribe cực kỳ đau đớn về sức khỏe lẫn tinh thần. Anh đã trải qua ca phẫu thuật cột sống, phải đeo nẹp suốt thời gian dài và cố gắng duy trì tâm trạng tích cực trên hành trình phục hồi. Qua biến cố, Bloom cảm thấy trân trọng và biết ơn cơ thể này. Anh nói lời cảm ơn tay, chân mỗi ngày. Từ đây, nam diễn viên đã cẩn trọng hơn trong việc hoạt động, di chuyển xung quanh. Nhân đây, anh gửi lời tri ân đến đội ngũ bác sĩ, y tá của Tổ chức Y tế Quốc gia đã giúp anh hồi phục hoàn toàn sau tai nạn năm xưa. Reborn Rich, bộ phim mới do nam diễn viên Song Joong-ki và ngôi sao của Hospital Playlist Jin Hyun-bin mới đây đã tung poster chính thức xác nhận lên sóng vào tháng 11 tới đây. Reborn Rich là phim truyền hình giả tưởng, lấy bối cảnh những năm 80 và được sản xuất dựa trên webtoon cùng tên. Trong phim, Song Joong-ki vào vai Yoon Hyun-woo, anh là một thư ký trung thành của tập đoàn Sun Yang nhưng lại trở thành con tốt thí và bị giết chết. Sau khi được tái sinh thành Jin Do-jun, con trai út của tập đoàn Sun Yang, Hyun-woo đã tiếp quản tập đoàn với mục đích trả thù. Trong khi đó, nàng đông của Hospital Playlist, Jin Hyun-bin, sẽ vào vai công tố Seo Min-young. Cô luôn tìm mọi cách để lấy được chứng cứ buộc tội gia tộc Sun Yang. Trong quá trình theo dõi, Seo Min-young đã đụng độ với Jin Do-jun. Poster vừa được công bố là một bức ảnh chụp gia tộc Sun Yang, trong đó hình ảnh của Song Joong-ki đầy lịch lãm và quyền lực. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi thêm những poster hoặc đoạn cắt mới để được ngắm nhìn nhiều hơn tạo hình của Song Joong-ki và Jin Hyun-bin. Nam diễn viên Tom Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie mới đây cho biết họ đã phải thuê dịch vụ bảo vệ của đội an ninh cao cấp sau khi bị một cựu nhân viên đe dọa làm hại đến tính mạng. Theo một nguồn tin trong giới giải trí, mọi thứ trở nên căng thẳng khi một thành viên của bộ phận sản xuất phim bị đuổi tại trường quay phim Nhiệm vụ bất khả thi phần 8. Cựu nhân viên được giao nhiệm vụ tìm địa điểm để quay cảnh mạo hiểm, tuy nhiên cảnh này không được thực hiện như kế hoạch. Sau khi bị sa thải, nhân viên này đã tức giận, dọa giết Tom Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie, khiến cả hai phải nhanh chóng tăng cường đội an ninh. Cựu nhân viên này được cho là đã kiện Tom Cruise, đạo diễn Christopher McQuarrie và Paramount Studio. Người này cáo buộc các nhà tài phiệt Nga tài trợ kinh phí cho Tom Cruise, cũng như đề nghị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tiến hành điều tra Paramount Studio về các khoản tài chính này. Tài tử Tom Cruise đã quen thuộc với việc luôn có vệ sĩ xung quanh vì anh đã nổi tiếng lâu nay, nhưng với đạo diễn Christopher McQuarrie thì đây lại là điều mới lạ. Hiện phía Tom Cruise chưa lên tiếng về vụ việc.